Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đạo Quân Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo Tập số 234 của bộ truyện Đạo Quân Mọi người nghe chuyện thì đừng quên like video Và chúng ta hãy cùng nhau thảo luận trên group những tình tiết của bộ truyện này nhé Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 234 Đạo Quân Người hữu đạo thuật lại tình hình tình hình mọi việc cho mọi người Lúc này không phải thời điểm thích hợp để giấu giếm nữa Mọi người nghe xong Hắn nói thì đầu cảm thấy nội tâm trầm xuống Cho dù nước triệu không còn Dù bọn họ bị diệt đi mấy nhà Bảy quốc gia vẫn có thực được tương đối lớn Căn bản không phải cản trở mà bọn họ có thể đột phá qua được Phù Hoa cắn rằng nói đâu chỉ hơi phiền phức mà là phiền phức lớn rồi nghĩa hữu đạo nói không phiền phức như tỉ nghĩ họ không nắm rõ tình huống của chúng ta mà chúng ta lại hiểu rõ tình huống của họ bọn họ ngoài sáng chúng ta trong tối đó chính là phần thắng của chúng ta phù hoa nói lão đệ để, để đừng giữ mãi ý định đối phương đã hợp tác phong tỏa Đệ chính là kẻ đầu tiên Đừng nghĩ đến việc ra ngoài Nghĩa hữu đạo rất khách khí nói Chỉ cần không đủ Chỉ cần không để linh trùng ở trên tay Họ được góp đủ Hạng nhất của ta Còn có hy vọng Hắn quay đầu nói với tư đồ diệu Hành trình bí cảnh đã tới hồi kết Ta tin tưởng người của Yến Quốc Vậy vật tề cũng đang tới gần đây phái người ra ngoài tìm ta muốn gặp trường lão nghiêm lập của tử kim Đạo. về mặt tư đồ rượu đau khổ tìm lung tung như là con ruồi mất đầu vậy làm sao mà tìm được chẳng may họ chưa tới thì sao nghiêu hữu đạo nói phóng hòa liên hệ lại phóng hòa sao mấy người cạn lời sau đó mới hiểu chuyện đó là phương thức liên lạc cuối cùng giữa Nghi Hữu Đạo và Nghiêm Lập Cũng đã ước hẹn thời gian Nghiêm Lập nhất định sẽ trở lại trước khi lối vào mở ra khoảng nửa tháng Chỉ cần bên này phái người ra ngoài châm lửa khắp nơi Bất kể Nghiêm Lập ở nơi nào Hãy thấy ba luồng khói bốc lên Sẽ lần theo ký hiệu mà tìm tới Thái Thúc huynh Tại sao ta cảm giác Người bên nước Hàn và Tống có vẻ không ổn nhỉ Không ổn chỗ nào Luôn cảm thấy hai nhà kia có người lén nút Theo dõi chúng ta chậm chậm Không giống như đang hợp tác với chúng ta Mà giống như Lăng đang đề phòng chúng ta vậy Huynh cho rằng bọn họ thực sự có thể hợp tác với chúng ta Cướp thứ hạng không Tại sao ta có cảm giác như họ căn bản không hề quan tâm tới thứ hạng Càng giống như là kéo chúng ta tới lối ra để bỏ chạy Nếu như chỉ lợi dụng Thì cũng thôi Không phải chuyện to tát Nhưng mà nếu đến lúc đó có kẻ tấn công tới Họ lại bỏ chúng ta mà chạy mất hoặc là hợp tác với người khác đối phó với chúng ta vậy thì chúng ta phiền phức rồi người cả nghĩ quá rồi đấy không phải ta nghĩ nhiều thái thúc huynh huynh để tâm bên kia một chút đi quý ngọc đức nói chuyện với một đệ tử khí vân tông ngón tay cái chỉ một phía người kia nhìn theo để tâm quan sát vì huynh nước tấn thực sự dựa vào sao làm sao Khí vận tông là mặt hàng gì Mọi người đều biết Ta lại có cảm giác hợp tác với bọn họ Chẳng khác nào là ăn tranh với hồ Ta phát hiện người bên nước tấn đều lên đen đút đút tìm hiểu chúng ta Họ sẽ không xuống với ta Họ sẽ không xuống ta với chúng ta Họ sẽ không xuống tay với chúng ta Vì tranh hạng nhất chứ Bên nước Hàn cũng có người lôi kéo đệ tử Bách Xuyên Cốc Trì điểm chỗ đáng nghỉ Đều là người hiểu nguyệt các Được nghi hút đạo ngầm làm các chuyện Quan trọng là người ở khắp nơi các trận doanh Đang phối hợp với nhau Bên này phối hợp làm ra hành động Khiến cho người ta nghi ngờ cho bên kia xem Bên kia sẽ phối hợp làm ra cử chỉ đáng ngờ Cho bên này nhìn Người được xếp vào trận doanh của ba bên Bắt được cơ hội Sẽ lập tức kéo người ở bên cạnh nói thầm Bày tỏ sự nghi hoặc của mình Có vài chuyện sẽ có người truyền ra trong đội bộ có người mê hoặc như vậy Không khiến cho bầu không khí bà bên trở nên căng thẳng Cũng khó Nếu muốn hợp tác Giữa bà bên vẫn bền chắc như là sắt thép Thì có thể hóa giải được Nhưng mà quan trọng là Bà bên có ai có thể tin được chứ Đồng nghi ngờ Sinh ra ám ảnh Có nghi ngờ tất nhiên là có cảnh giác Các bên không thể tránh được việc bố trí theo dõi Để phòng ngừa biến hóa Và có hành động xảy ra Lập tức sẽ có một phe bị kịch kích thích phản ứng lại Dưới tình huống kích thích lẫn nhau Bầu không khí ba bên càng ngày càng quỷ dị Những người đang đánh giá đối phương Dường như là đều có thể nhìn ra sự bất thiện ở Trong mắt nhau Thị Như Huỳnh Đào Huỳnh Trình Huỳnh Phú Huỳnh Ở đây cả chứ Người quan sát phía dưới Chạm chán bốn người này Thái Thúc Sơn Nhạc lập tức chạy tới Hấn hở hỏi Thái Thúc Huỳnh Bốn người kia cũng vui vẻ chắp tay chào. Thị Như cười hỏi. Thái Thúc Huynh có việc gì không? Làm sao? Không có chuyện gì là không thể tới gặp Huynh sao? Lẽ nào bốn người các Huynh đã có chuyện gì gạt ta sao? Thái Thúc Sơn Nhạc nói một câu ám chỉ. Sắc mặt thoáng cãi đã đổi rồi lại tươi cười nói Quả thật có chút việc. Lần trước trong lá thư mật báo kia, ba nhà trung lập đến bây giờ vẫn chưa cho chúng ta câu trả lời có phải là chúng ta nên đi hỏi một chút phú cư yên than thở nói có gì mà hỏi nên trả lời tự nhiên sẽ cho chúng ta câu trả lời còn nếu không muốn trả lời cho chúng ta thì chúng ta có đi hỏi cũng vô dụng thôi nói chung mặc kệ thái thúc sơn nhạc nói thế nào người bên nước hàn và nước tống cũng không cảm thấy cần phải đi chọc ngoái bà phái trung lập kiêng vất vả đuổi thái thúc sơn nhạc đi đào vô phòng trầm giọng nói Truy hỏi ba phái kia Có ý nghĩa không Tên này chẳng lẽ là muốn ra tay Với ba nhà kia chắc Trình mãn đường nói Đối với hai nước chúng ta Nhà hắn sợ là không dám manh động Ta đang lo lắng Là bản thân chúng ta Khí vận tông có đạo đức gì Hẳn mọi người đều biết Nếu yến tề vệ mãi không xuất hiện Nhất định phải kéo dài tới lúc lối vào mở ra Nếu tên này cảm thấy không còn hy vọng Có khi lại muốn xuống tay với chúng ta đấy Thị Như nói Khó nói Chúng ta đề nghị lui một bước cầu tiến hai bước Tập hợp linh trùng ba nhà Lại cùng nắm thứ hạng Gã sống chết cũng không đồng ý Có thể thấy tên này gấp gáp đối với hạng nhất bao nhiêu Nếu thực sự đến lúc cuống lên Chuyện gì cũng có thể xảy ra được Ba vị Không thể không phòng Bên khác Thái Thúc Sơn Nhạc trở về bên nước tấn Nện đúng một cái lên thầy cây khô Đại tử khí vận tổng khác cẩn thận từng ly từng tí một Kêu thúc Thăm dò tình huống thế nào rồi Thái thúc sơn nhạc có vẻ mù mờ nói Lúc trước ra sức từ chối Đã cảm thấy đám người này không đáng tin Vừa nãy bảo bọn họ đi hỏi một chút Mà cũng không chịu Bọn họ vốn không hề muốn dính vào phiền phức Chỉ nhìn họ hợp tác thôi E rằng công sức của chúng ta Sẽ dã tràng xe cát đấy Đệ tử kia câu mới nói tình huống hai nhà kia quả thực là có phần không ổn rõ ràng họ đã ngầm điều chỉnh người sắp xếp nhắm vào chúng ta nếu bà nước yến tề vệ thực sự chiếm ưu thế về linh trùng sợ là phải kéo dài tới thời khắc sống còn mới có thể lộ diện rồi chỗ kéo dài tới lúc lối ra mở ra một khi hai nhà kia bỏ chạy một nhà chúng ta đừng nói là cướp đồ từ yến tề vệ chỉ sợ muốn chặn họ lại cũng khó đấy thái thúc sân nhạc lộ vẻ phẫn hận ta đã thành tâm đối xử cũng phân linh trùng của nước triệu với họ Linh trùng trên tay chúng ta nhiều hơn họ Nhưng mà vẫn chủ động phân chia phần thường của phiêu miệu các với họ Ta đã hậu đãi họ như vậy Họ có muốn chơi lén ta sao Nhịn không được Thì không thể nhịn nữa Đệ tử kia vội vàng khuyên nhủ Cầu thúc Không thể kích động Hai nhà bọn họ rõ ràng đang hợp tác đề phòng chúng ta Một khi động thủ Chúng ta sẽ tổn thất nặng nề Chỉ tiện nghi cho kẻ khác thôi Thái thúc sân nhà quay lại quát Cổ hủ, Yến tề vệ có thể trốn Chúng ta không có thể trốn sao Đệ tử kia trong nhóm mắt hiểu rõ ý của y. Sau khi thành công lập tức chạy thoát thân Kéo tới lúc cửa vào Mở ra liền giết ra ngoài Tuy đã hiểu ý Nhưng mà đệ tử này nghĩ thế nào Cũng khó có thể tin được Đợi lâu Châu trực trong núi Rốt cục thấy được nghiêm lập tới Nghiêm lập không mang quá nhiều người, chỉ 4-5 người theo sau. Xác nhận phía sau nghiêm lập không có gì dị thường. Nghiếu đạo dẫn theo người ra gặp. Ba người vu chấu hành, tư đồ diệu phù hoa, lãng kinh không, đoạn vô thường, hồng kinh thiên, tất cả đều hiện thân. Gặp lại nghiếu đạo, nghiêm lập vẫn còn cảm giác vui mừng ở trong lòng. Kết quả vừa mới thấy một đám người lung tung đi ra ngoài gặp mặt, gương mặt nhất thời dại ra. Nguyên nhân không khó đoán Ông ta ngầm cấu kết với người hữu đạo Bây giờ kéo theo người ngoài vào là sao Chẳng phải sẽ để lộ ra ngoài sáng sao Chẳng may tin tức sớm bị lộ ra ngoài Bất kể là ông ta hay là từ kim động Đều sẽ là rất mất Sẽ thể diện Còn dễ sinh ra biến cố nữa Mặt khác Các người đều là người như vậy Chỗ ta mới có mấy người Thực sự có cảm giác uy hiếp Nhưng mà nghi hữu đạo đã không thể nghĩ nhiều được đến như thế không thể quan tâm xem nghiêm đậm vui hay là không vui Thời khắc sống còn Lòng người hướng về Chính là thiên chốt thắng bại Tù sĩ hải ngoại đối mặt với lựa chọn sinh tử Nếu lúc này còn lén lút ẩn trốn Sẽ rất khó khăn Cản người ta suy nghĩ nhiều Rất khó khăn ngăn cản người khác Suy tính toán riêng Đám người hải ngoại sẽ không tín nhiệm hắn Vô điều kiện như cha mẹ ruột quán Nhân tâm bên nào cũng cần lèo lái Cũng cần thành tâm một đối xử đã đến thời khắc quan trọng sau cùng là lúc cần đoàn kết nhất trí nghĩa hữu đạo không muốn bên trong có bất kỳ ai nảy sinh nghi kỵ khiến cho sự việc bất ngờ xuất hiện càng đến lúc cuối cùng sinh tử càng dễ sinh ra lòng riêng hắn cần mọi người kiên định tự tin đứng bên cạnh hắn hắn cần ổn định tất cả mọi người giúp hắn lần này nghiêm trưởng lão tinh thần rất khá nghĩa hữu đạo cười ha ha chấp tay chào nghiêm lập liếc mắt nhìn mấy người đợi ở đây thái độ có một chút lạnh nhạt đường khác xa tới đây một chuyến không dễ dàng bên chỗ ta cũng không có thích hợp rời đi quá lâu có chuyện gì thì nói nhanh một chút đi phù hoa lãng kinh không hồng cái thiên đoạn vô thường đã đang quan sát kỹ muốn tiến hành xác nhận một vài chuyện không muốn bị người ta bán mà cũng không biết được nghiêu hiếp đạo gật đầu trước lối ra tấn hàn tống hợp tác phong tỏa rồi Nghiêm lập nói Chuyện này ta biết Bên chúng ta đã phái người đi vào điều tra Phát hiện Nghiêm hữu đạo nói Ông có chắc chắn khiến cho ba bên yến tề vệ Công phá phong tỏa của họ không Nghiêm lập nói Mặc kệ có chắc hay là không Phía ta kiểu gì cũng phải đi ra ngoài Chỉ cần họ vẫn phong tỏa Phía ta nhất định sẽ phải hợp tác xung kích Ánh mắt quét sang mấy người khác nói Có điều ngươi phải hiểu rõ Chỉ bằng những việc mà các ngươi đã làm Chúng ta không thể mang theo các ngươi Các ngươi vừa xuất hiện là mọi chuyện lập tức biến vị Bất kể phe thủ hay là phe công Đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi Đương nhiên Nếu ngươi đồng ý giao linh trùng ở trên tay ra Bên ta có lẽ sẽ cân nhắc việc lợi dụng người ở bên các ngươi Đồng thời phát động công kích Người huyết đạo nở nụ cười Ta làm sao có khả năng giao ra linh trùng ta còn phải dựa vào những thứ đó để giữ mạng nghiêm lập phải vẫy vẫy tay toàn vẹn nếu như vậy thì ta cũng không thể ra sức nghi huyết đạo nói thế sự vô thường người luôn biến đổi kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt Tình thông biến hóa mới xứng đáng anh hào kế hoạch sẽ luôn biến hóa cần phải lập tức điều chỉnh ứng phó vẫn hy vọng nghiêm trường lão sẽ giúp ta nghiêm lập không có từ chối Trước mặt nhiều người Có từ chối thì cũng không nên nói thẳng trước mặt Bởi vì như vậy sẽ là vô cùng nguy hiểm Ông ta hỏi Người muốn ta giúp thế nào Nghĩu đạo hỏi một đằng trả lời một nẻo Nếu tấn hàn tống xuất hiện nội chiến Ông cảm thấy ai sẽ ra tay trước tiên Ánh mắt nghiêm lập sáng lên vuốt dâu trầm giọng nói Đệ tử khí vân tông Pháp lực và thân thể có thể nói là Nội ngoại kiếm Pháp lực và thân thể Có thể nói là nội ngoại kiêm tu Sức chiến đấu cường hãn Cũng vì vậy mà luôn luôn thô bạo Nếu nói Hàn Tống chủ động trêu chọc nước tấn Thì ta không cảm thấy có nhiều khả năng Vì không thể chiếm tiện nghi quá lớn Nếu thực sự nội chiến Vậy Hàn là nước tấn ra tay trước Sau đó Hàn Tống sẽ hợp tác đối kháng Nghi hiếp đạo gật đầu nói Anh hùng có cái nhìn giống nhau giống như ta nghĩ, ta đã sắp xếp người động tay động chân bên tấn hàn tống. hắn thẳng thắn nói chuyện sắp xếp đám quý ngọc đức cho mọi người biết, cũng để cho mọi người cảm thấy chắc chắn hơn. đám phù hoa nhìn nhau, ánh mắt không ngừng lóe lên. nghiêm lập cũng có phần kinh ngạc, vì bên nghi húc đạo hiểu rõ tình tình huống của tấn hàn tống. mọi người đều nhận ra, nếu thực sự làm như là nghi húc đạo nói, ba nhà kia e rằng sẽ rất có thể xảy ra nội chiến nghiêm lập không nhịn được hỏi những người mà ngươi sắp xếp vào bên kia rốt cục là sao sự việc này thực sự khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng được sắp xếp cơ sở ngầm vào các quốc gia thực sự là không phải chuyện lớn nhưng mà trong các vé có thể tiến vào bí cảnh thiên đô đều có người mình thì thực sự là quá khủng bố cái này rốt cục là ngầm kinh doanh thế lực lớn đến mức nào thì mới có thể làm được đấy cần phải biết khống chế từng người từng người bán mạng cho mình là vô cùng khó lại còn khống chế đồng thời rất nhiều người chuyện này cần bao nhiêu thời gian mới làm được chứ mao lư sơn trang mới nổi tiếng được bao nhiêu năm từ đâu ra nhiều nhân lực và vật lực như vậy đứng ở độ cao của ông ta có thể xem xét đây vốn không phải là việc một tân tú có thể làm được ông ta nghi ngờ sau lưng có thế lực hùng mạnh nào đó chống đỡ nghi huyết đạo đấy đây không phải là chuyện quan trọng không cần hỏi nhiều nói chung ta sẽ cho từ kim động một câu trả lời nếu như thế nghiêm lập cũng sẽ không hỏi nhiều quay lại việc chính ý của ngươi là chờ ba nhà kia tiêu hao đủ rồi sau đó phía ta lại giết tới à nghi huyết đạo nói sai rồi không cần đợi tiêu hao gần đủ mà ngay cả lúc xảy ra nội chiến ông phải dẫn người của yến Tê, vệ giết tới Nghiêm lập nói Đùa gì vậy Dù ta có đồng ý thì những người khác cũng sẽ không có đồng ý Chạy cứng đối cứng trong lúc bên kia còn đủ thực lực Làm như vậy sẽ phải trả cái giá quá to lớn Người nghĩ họ đều là bạn Người nghĩ họ đều là thủ hạ của ta chắc Người cho rằng ta nói gì thì họ cũng nghe sao Ta không thể thuyết phục được họ Nghiêu hiếp đạo nói Thuyết phục à Thuyết phục người dám Đã lúc nào rồi chứ Có biện pháp đơn giản mà không cần còn phí miệng lưỡi làm gì ông đừng có để ý đến bọn họ ông chỉ cần mang người của từ kim động lao thẳng đến bên kia bọn họ phát hiện người của các ông lén rời đi tất nhiên họ sẽ đi theo còn phải thuyết phục sao còn về việc thao tác thế nào đường đường nghiêm trưởng lão không phải là không có chút khí lực đấy chứ nghiêm lập á khẩu không trả lời đầu óc rút cục xoay một vòng nghĩ ra chỉ là cú xoay này hơn lớn thần hồn còn chưa có trở về Đám phù hòa đứng nghe cũng quay sang nhìn nhau Phát hiện phương pháp của nghĩa hữu đạo quả thực là đơn giản Mà lại thô bảo Vô chú hành trước pháp không nói được gì Vân cơ mỉm cười Nghiêm lập mất một lúc một lúc lâu Mới vừa hụt tinh thần Giờ khóc giờ cười nói Đây không còn là chạy đi cứng đối cứng nữa Nước vậy và nước tề Dù có tới thì cũng chưa chắc đã đánh Ta cũng phải chịu trách nhiệm với đệ tử từ kim động Không thể lấy mạng các đệ tử đi liều lung tung được Nghiêu hiệu đạo nói Làm sao lại là liều lung tung Sao ông vẫn chưa hiểu vậy Không phải là bảo các ông liều mạng Mà là bảo các ông đi hỗ trợ Nước tấn và hàn tống đánh nhau Các ông đi giúp hàn tống đánh tấn Đến lúc bấu chốt Các ông xuất hiện họ hét thật to lên Nói rằng chỉ cần đồng ý chia linh chủng nước tấn cho các ông Các ông sẽ giúp họ Bọn họ chờ mặt không cách nào hợp tác đối kháng với các ông Hàn tống bị nước tấn trọc giận Trong lúc nguy cấp thì chỉ cần các ông mở miệng là họ chắc chắn sẽ đồng ý cũng không có lý do gì là không đồng ý cả năm nước đánh một mình nước tấn còn coi là cứng đối cứng sao đó là kiếm lợi đấy có được không nghiêm lập sững sờ nói chia cắt linh trùng trên tay nước tấn sao nghiếu đạo thực sự nghi ngờ lão già này là hồ đồ rồi ngạc nhiên nói ông vẫn còn muốn cướp linh trùng trên tay của nước tấn à nghiêm lập ngờ vực Ý người không phải thế sao Chẳng phải người bảo tới cướp sao Nghiêu hiệu đạo nói Đó là để dụ trộn Yến tề vệ Đến thời khắc mấu chốt có thể cùng ra tay với bên ông thôi Hoặc là đến thời khắc quan trọng có thể dọa chạy nước tấn Đánh gần là đủ là được rồi Từ kim động các ông không thể chơi ác quá Không thể giết chết người nước tấn Người phải nhường Chừa ra một con đường sống cho nước tấn chạy mất Đám phù hoa lại nhìn nhau Dẫn như là muốn nói gì đó đã phóng hỏa thiêu dụi lại thành nhường nghiêm lập há hốc mồm nói nhường để nước tấn chạy mất sao nghi huyết đạo thở dài rất bất đắc dĩ nói nếu ta muốn tranh hạng nhất điều kiện tiên quyết là không thể để người khác lấy được hạng nhất tình huống bây giờ là thế lực khắp nơi tập kết lại người bên ta đã không có năng lực cướp linh trùng ở trên tay người khác nữa từ kim động các ông cũng không thể ngang nhiên giúp chúng ta đi cướp mà cho dù nhà các ông có giúp ta đi cướp thì cũng vô ích Nếu chúng ta không giành được người khác Thì cũng đừng có mờ chiếm được Ta nhất định phải duy trì ưu thế số lượng linh trùng ở trên tay Sở dĩ không chờ bọn họ nội chiến tiêu hao đủ rồi mới ra tay Chính là muốn cho linh trùng ở trên tay các nước phân tán ra Không thể để cho linh trùng tập trung lại Bà nước kia đều bị các ông cướp Ta còn lấy cái gì nói chuyện với tòa như lái Nghiêm lập đại khái hiểu ý quán Trần chờ nói năm nhà còn lại tập hợp Người không sợ trong đó có người hợp tác cướp thứ hạng sao Nghiêu hiệu đạo nói Cho nên ta mới bảo ông nghĩ cách thả cho nước tấn đi Nghiêm lập lại bị hồ đồ hỏi Rốt cục là người có ý gì vậy Người hữu đạo một tay chống kiếm Một tay xòe bàn tay Có vẻ đau lòng Linh trùng trên tay nước tấn Gần như đạt được mươi phần mười. Các ông không đánh nước tấn tàn phế Ông không để nước tấn trốn ra được Ta làm sao mà kiếm lợi Bên ta làm sao mà cướp đồ trên tay của nước tấn chứ Mẹ nó Câu trời tục trong lòng của nghiêm lập suýt nữa phọt ra ngoài miệng Ông ta khiếp sợ cạn lời Không biết nói gì Hóa ra cái thằng này vòng vòng vèo vèo một hồi Trung quy là muốn các nước giúp hắn Đánh tàn nước tấn Rồi ỉ thế mà hiếp người kiếm lợi Ba người vu hành giả đám phù hoa đám phù hoa cũng tắc họng không nói được thành lời chẳng ai ngờ được vòng tới vòng lui lại ra cái kết quả này cơ mặt nghiêm lập co giật một cái chỉ nghi hữu đạo nói tiểu tử ngươi thật ác độc đánh đánh giết giết liều sống liều chết để chúng ta làm gì người trốn đằng sau kiếm lợi sao nghi hữu đạo than thở, không thể nói vậy chẳng phải cuối cùng chúng ta cũng không phải là giao chiến với nước tấn sao chỉ là ai trước ai sau mà thôi trên thực tế hắn vẫn luôn cho rằng vấn đề không thể chân chính giải quyết thì không cần chấm giết mãi cũng thôi không thể tranh thì cũng thôi có thể tránh thì tận lực mà tránh đến lúc cần thì làm một chút như vậy mới có hiệu quả ai trước ai sau mà thôi sao nghiêm lập không nhìn được lừa một cái kiếm lợi chính là kiếm lợi còn định che đậy cái màu mè gì chứ đương nhiên bên ông ta cũng là vì lợi ích của tử kim động ai trước ai sau đã không còn quan trọng chỉ cần đạt được mục đích ông ta cũng không cần phải tranh luận ra kết quả còn đối với mấy người phù hoa lời này nghe mà khoan khoái họ vui vẻ nghe thấy biện pháp của người hữu đạo như vậy có thể giảm bớt tổn thất của họ không tranh luận chuyện này nghiêm lập vung vẩy tay bất đắc dĩ nói người kiếm lợi thì ta cũng không có gì để nói ta cũng có thể nhường được nếu thực sự muốn đánh tàn phế nước tấn Ta có thể nhường được Nhưng mà sợ rằng người khác không chịu buông tha Rất có thể họ sẽ tiếp tục truy sát Chưa chắc đã để cho người chiếm chọn món tiện nghi kia Lại nói Dưới mi mắt họ mà muốn nhường Thì có phải là quá rõ ràng không Làm sao ta báo cáo được chứ Việc này dễ thôi Chỗ ta có biện pháp để nghiêm trường lão Tham khảo một phen đấy Nghĩa hữu đạo tôi vẫy tay ra hiệu cho nghiêm lập đưa lỗ tài tới rồi ghé sát vào tay của ông ta thì thầm người đứng xem xung quanh đều câu mày không biết nghiếu đạo nói gì với nghiêm lập nói chung ánh mắt và vẻ mặt nghiêm lập đều có vẻ rất đặc sắc sau khi thì thầm xong nghiêm lập đang đứng nghiêng về phía trước để lắng nghe thì chậm rãi đứng thẳng trở lại đánh giá nghiếu đạo một lượt toàn vẻ quái đà nói làm như vậy có phải là quá mức vô gì không <laughs> nghiếu đạo lắc đầu thở dài nói không có liên quan tới liêm sỉ Bình bất yếm trá mà thôi <laughs> Bình bất yếm trá sao Cũng không cần người làm Vô liêm sỉ hay là không đúng Là không đáng kể phải không Về mặt và ngữ điệu của nghiêm lập Đều tràn ngập khinh bỉ Nghiếu đạo than thở nói Ta không ép Cũng không ép nổi Đã nói rồi Ta chỉ cung cấp cho ông tham khảo Nếu ông có biện pháp tốt hơn thì có thể tự quyết định Nghiêm lập nói Bớt nói nhảm đi Ngươi phải nghĩ cho rõ ràng đi Tất cả những thứ này đều phải xây dựng ở trên cơ sở Là họ phải xảy ra nội chiến Nếu họ không phát sinh nội chiến thì sao Nghiêm hiếp đạo nói Không phát sinh nội chiến thì các ông cứ ẩn núp khỏi cần đi giá Khi thời gian mở cửa đến gần Đám khí vận tông kia mãi chưa lấy được Thứ mà mình muốn Chắc chắn chứ không nhịn được Sớm muộn gì cũng phải gây sự với Hàn Tống Nếu quá mức Ta lại đẩy một chút nữa Họ không thể không trở mặt Nói chung Sau khi ông trở về Lập tức phải chuẩn bị sẵn sàng Chờ tin tức của ta Khi tin tức phía ta vừa phát ra Ông lập tức dẫn người nhào tới Chỉ cần chúng ta phối hợp lẫn nhau Thì chả có vấn đề gì hết Nghiêm lập nói Bản thân ngươi thì sao Ngươi có nghĩ không Đánh đuổi nước tấn Những người thù ở chỗ đó Sẽ từ ba nước biến thành năm nước Nước Hàn bị ngươi giết thiên nữ giáo Nước Tống bị ngươi tiêu diệt huyết thần điện nước vệ thì lại bị ngươi giết sạch linh ngư phổ nước đè thì mất đại không môn ngay cả bên nước yến chúng ta mà ngươi cũng không buông tha trừ phong bình bên linh kiếm sơn đã hận không thể lột ra ngươi rồi đấy năm quốc gia giữ đối giả người đắc tội sạch có chờ một ai đâu mặt khác sau khi mấy nhà chúng ta đụng đầu chuyện linh trùng còn ở trên người các ngươi sẽ bại lộ bọn họ há có thể tha cho các ngươi cho dù ta có muốn giúp ngươi thì cũng không thể chặn được nhiều người như vậy ngươi đi được sao không cần ông giúp ta thoát thân Nghĩa hữu đạo vất tay Chỉ về mấy người phù hòa Bên này còn hơn 700 người Ông nghĩ cách giúp ta đưa họ đi được Nghiêm lập nhú bài nói Một mình ngươi mà ta cũng không thả đi được Mấy trăm người này thì ta càng không có biện pháp Nghĩa hữu đạo nói Nhường Nhường Nghiêm lập trô mắt Lại nhường Nghĩa hữu đạo gật đầu đánh đuổi nước tấn Để các người làm tu hú chiếm tổ chim khách Mục đích chính là để các ông chiếm một vị trí tại lối vào Và thả họ đi Sau năm nước chiếm cứ lối ra Từ kim động cần phải tranh thủ một phương hướng Chỉ có như vậy Chờ ngại lúc họ lao ra từ chỗ các ông Mới nhỏ nhất Mới có cơ hội lao ra Nghiêm lập suy tư Rõ ràng Trầm ngâm nói Nếu là như vậy Người thực sự có cơ hội đồng thời lao giáo với bọn họ sao? Không. Nghiêu hữu Đạo lắc đầu. Ta sẽ không đi ra ngoài cùng họ. Một mình ta sẽ rời đi trước. Chỉ cần lối vào vừa mở ra. Vạn Thú Môn, Linh Tông và Thiên Hành Tông lập tức bỏ đi. Bọn họ vừa đi. Ta sẽ đi ra ngoài theo. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía mấy người phù hòa. Sau khi ta đi. Các người sẽ nhờ từ kim động tiếp ứng lão giả. Mọi người kinh ngạc. Nghiêm lập càng giật mình Một mình ngươi đi trước sao Nghiêm hữu đạo vừa mới gật đầu Phù hoa lập tức phản đối Không được Một khi ngươi lộ diện trước Sẽ đánh rắn động cỏ Những người khác sẽ chú ý tới từ kim động Chúng ta cũng muốn thoát thân từ chỗ từ kim động Sẽ gặp được lực cản rất lớn Nghiêm hữu đạo nói Tì yên tâm Ta sẽ không rời đi từ chỗ từ kim động Mọi người khó hiểu Nghiêm lập con mày nói Một mình ngươi đi như thế nào nghi huyết đạo nói đây không phải là chuyện mà các vị cần lo ta tự có biện pháp thoát thân nghiêm lập rất không hiểu có thể cùng đi tại sao phải phân trước sau nghi huyết đạo nhìn về phía mọi người ở bên tứ hải để họ dễ thoát thân hơn để bọn họ càng dễ giúp ta mang đinh chủng ra ngoài hơn bên chỗ lối vào ta sẽ chế tạo ảo giác tận lực khiến cho người ở đó lầm tường là linh trùng của chúng ta đều ở trên người của vạn thú môn sau khi ba phái rời đi ta có thể đi theo ra ngoài càng có thể làm vững loại giả tạo này nghiêm lập không nhịn được nói người nói lung tung cái gì vậy nghiếu đạo quay đầu nhìn về phía ông ta ta không thể đi cùng người tứ hải chỉ có thể để năm quốc gia cho rằng đồ vật nằm trên người ba phái trung lập chỉ có thể khiến cho họ tin rằng ta cấu kết với ba phái trung lập cho rằng đồ vật đã đi ra ngoài có giành giật với người tứ hải thì cũng không có được gì mới có thể để người tứ hải đi ra ngoài dễ dàng hơn nghiêm lập nói có lực cản hay không không phải là ở chỗ có thể tăng bớt độ khả thi hay không nghiêm trưởng lão nghiếu đạo lớn tiếng một chút lần này ta không thua nổi chỉ cần có thể tăng lên một chút khả năng thành công ta cũng phải lợi dụng không thể lơ là Nghiêm lập còn muốn nói gì đó. Nghiếu đạo dơ tay cản lại. Không chỉ như vậy. Bởi vì không giành được thứ gì ở trên người của tứ hải. Từ kim động không cần phải liều mạng ngăn cản. Đây cũng là cái cớ mà ta đưa cho các ông. Nghiêm lập nói. Đã đến nước này rồi còn cần cái cớ đó sao? Nhất định phải dùng. Nghiếu đạo lại lớn tiếng phản đối. Lại lập tức hạ giọng xuống. Lần này ta thực sự không thua nổi ta không muốn chỉ linh trùng ở trên tay nước tấn mà còn muốn linh trùng trên tay tù kim động. không bài trừ khả năng sẽ có người ngầm kết mình, gom góp đủ số lượng cướp đi hạng nhất. dưới tình huống ta không thể diệt một hết mọi phe, ta nhất định phải nắm được gần một nửa số linh trùng thì mới có thể giữ được thứ hạng đầu tiên. Chỉ có che lấp mọi thứ, các ông mới có thể lặng lẽ giao linh trùng cho ta mà không gây ra hoài nghi gì không gây ra hoài nghi Nghiêm lập hiểu rồi Đã rõ nguyên nhân mà hắn vừa báo biện pháp vô sỉ kia cho mình Nghiêm trưởng lão Chiến sự bên ngoài chỉ đang đóng bằng Chờ bí cảnh thiên đồ kết thúc Vẫn phải tiếp tục khai chiến Để không ảnh hưởng tới chiến sự Quan hệ giữa chúng ta và từ kim động Vẫn chưa thể để tiêu giao cung và linh kiếm sơn biết Bằng không Các hậu quả sẽ không thể dự đoán Có thể xuất hiện Cho nên tuyệt không thể gây nên sự hoài nghi cho bọn họ vì vậy Cái cớ này Là ông phải dùng Hiện trường đột nhiên im lặng Mọi người đều chấn động cõi lòng Không ngờ nghiếu đạo Mưu tính sâu xa như vậy Cái tên nhà ngươi Nghiêm lập lầm bầm Biểu hiện khá là phức tạp Thực sự không biết nên nói gì nghiếu đạo Mới tốt đây Ít nhất có một điều mà ông ta hiểu rõ Nếu đã suy nghĩ đến mọi phương diện thì không chỉ là bận tâm đến tình hình trước mắt Mà còn phải bận tâm đến chiến sự và thế cuộc của Nam Châu sau đó Không thể là lâm thời này lòng tham được Lúc trước không biết tên này đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư suy tính thoát thân lần này Sợ là đã tiêu hao sạch tâm huyết rồi Hiện giờ ông ta có ảo giác rằng Từ kim động chưa mộ kẻ này vào cửa Không phải là biết đây có phải là chuyện tốt hay không Hai tay chống kiếm đứng thẳng Nghiếu đạo nhìn về phương xa Trong đôi mắt thâm trầm lóe lên vẻ uể oải khó phát hiện Chậm rãi thu hồi ánh mắt Hắn phá vỡ trầm mặc nói Nghiêm trường đó Sau khi người tứ hải rời khỏi đây Từ kim động cũng không nên ở lại lâu Không ai dám đảm bảo rằng Bốn nước khác sẽ không có người nổi lòng tham Mà xuống tay với các ông Màu trống rời bí cảnh đi Nghiêm lập cân nhắc Ư một cái Biết rồi Ông ta vừa nhìn lên Đứt nhìn phía người tứ hải nói các người muốn sông ra cũng sẽ phải đối mặt với một ít chống cự Không bằng các người giao linh trùng trên tay cho từ kim động chúng ta Để linh trùng cho từ kim động chúng ta mang ra ngoài cũng an toàn hơn Ông ta chỉ đang suy nghĩ cho nghi hiếu đạo Một khi đám yêu ma quỷ quái này đổi ý Ra khỏi bí cảnh để không chịu giao cho nghi hiếu đạo Vậy thì tâm huyết của nghi hiếu đạo sẽ thành uổng phí Không được Lập tức từ chối Không chút do dự Nói thẳng Số linh trùng này là chỗ thoát thần cuối cùng của chúng ta Chúng ta giao ra linh trùng rồi Sẽ chẳng có giá trị lợi dụng nữa Ai biết các người sẽ gây ra chuyện gì Chỉ cần chúng ta đi ra ngoài Tự nhiên sẽ tuân theo hứa hẹn Nếu chúng ta không ra được Không bằng ném số linh trùng này vào bên đường Rồi quên luôn Mấy quốc gia có thể kiếm được bao nhiêu Tính bấy nhiêu Phù hoa nở nụ cười quỷ dị Với nghi hữu đạo này Không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nếu mà nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm Đó là lời thề lúc kết nghĩa Người hữu đạo hiểu ý của bà Chúng ta không sống nổi Người cũng đừng có mà mong sống Nghiêm lập sầm mặt lại Người hữu đạo nhấc tay ngăn cản Không cần phiền phức như vậy Linh trùng cho họ giữ ngưu mẫu hành tàu giang hồ Đường đường chính chính Kết giao bạn bè Chỉ cần thành tâm làm bạn Thì nghi mẫu tự nhiên nhân nghĩa trước chưa bao giờ dườm già phù hoa nhất thời cười tươi như hoa dựng ngón tay cái liền khen nói được lắm ta thích lời này của lão đệ tình cảnh hiện nay của họ rất nguy hiểm không cấp chỗ dựa cuối cùng của nàng ta nàng ta đương nhiên thích nghiêm lập nhíu mày không nói thêm gì giơ tay vỗ vỗ vai nghiếu đạo ra hiệu vừa đi vừa tâm sự nghiếu đạo đi sang với ông ta cười hỏi có dặn dò gì không nghiêm lập hỏi một mình người đi trước chuẩn bị làm sao thoát thân nghi huyết đạo nói xem tình huống mà định hiện tại cũng nói không được người là chết biện pháp là sống rồi cũng sẽ có biện pháp nghiêm lập hỏi trong dòng sông bên thung đũng kia cứ làm sao mà thoát thân Người hữu đạo không chút kinh ngạc nói Là may mắn Vẫn còn muốn nhờ lực ở bên từ kim động thoát thân Ai ngờ xuống đáy nước mới phát hiện Một cái hang ngầm Chờ ta đi ra khỏi hang Các người đã đi rồi Cứ vậy mà thoát thân thôi Nghiêm lập à lên một tiếng Trong số người đi lục soát Có người phát hiện Một người của phiêu miễu các rời khỏi hiện trường Trừ phong bình nghi ngờ Người giả Trừ phong bình nghi ngờ người giả trăng sau khi ông ta rời khỏi đây Có lẽ sẽ ở để tâm đến phương diện này Ông ta vừa nói Vừa lướt xéo Ánh mắt có ý sâu xa Người hiếu đạo bình tĩnh nói Tuy ông ta Cây ngày không có sợ chết đứng Vậy thì tốt Nghiêm lập gật đầu Thấy hắn không có dị thường gì Thờ phào nhẹ nhõm Sau đó nghiếu đạo báo cho nghiêm lập Một số chuyện liên quan tới nhan bảo như thứ nên nói đều đã nói đối với nghiêm lập tuy rằng có hơi phiền toái nhưng mà không có nguy hiểm gì sảng khoái đồng ý đó cũng là lý do nghi hữu đạo dám hy vọng vào ông ta chỉ khi người ta không phải gánh chịu nguy cơ nhận được lợi ích lớn hơn người ta mới có thể chịu đựng được, được nguy hiểm mới có thể thực lòng giúp đỡ nếu không phải thế miễn cưỡng ép buộc chưa hẳn đã là đáng tiếc Nơi này quả thực là không hợp ở lâu. Rời khỏi phe mình quá lâu, dễ khiến cho người khác hoài nghi. Nghiêm lập cấp tốc rời đi. Được biết kế hoạch, có hy vọng rời đi. Mấy người phù hoa xem như đã an tâm hơn. Vì an toàn bản thân, họ đều hoàn toàn, toàn tâm toàn ý phối hợp với nghĩa hữu đạo, làm việc theo kế hoạch. Cố ý tìm cớ sao? Muốn giá. Trường lão tôn trường hạo của vạn thú môn Trường lão mai kiều khai của linh tông Trường lão vương thiên Của thiên hành tông đều kinh ngạc Đại tử khí vân tông Tới thông báo gật đầu nói Chúng tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở chương vị tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng Ứng phó với bất chắc Đại tử đó chắp tay Tỏ vẻ hết lời Cáo tử Người của ba phái nhìn nhau Trong chốc đắt một đại tử linh tông nên báo trưởng lão Một nhóm người của nước Hàn Đang tụ tập tới đây Vừa nói xong ba phái lập tức giật mình Lẽ nào thực sự như là khí vân tông nói Đối phương muốn ra tay với bên họ sao Mặc kệ là thật hay giả Không ai dám thở Ba phái cấp tốc triệu tập người Chuẩn bị ứng phó Đại tử phòng thủ bên ngoài căn bản không ngăn cản Được đám người nước triệu Song phương đối đầu với nhau Trường Lão linh tông Mai Kiều Khai trầm giọng nói Các người muốn làm gì Trường Lão thị như Của bách xuyên cốc nước hàn trầm giọng nói Chúng ta đang mất tích hai đệ tử Không biết chư vị có nhìn thấy không Trường lão Tôn trường hạo của vạn thú môn nghiêm mặt nói Đệ tử của các người mất tích Thì mắc mớ gì đến chúng ta Thị như nói Có người nói hai người đó Bị các người bắt đi Chư vị Chúng ta không muốn đối địch với ba phái các người Nhưng mà chúng ta không thể ngồi yên Coi người của chúng ta vô cớ bị đả thương Chỉ cần ba phái giao người ra đây Việc này chúng ta có thể coi như là chưa từng xảy ra Trường lão thiên hành tông lạnh lùng nói Muốn đổ tội cớ gì không nói Các người muốn cố ý khiêu khích vào Trong lúc đôi bên đang tranh luận Tình huống dị thường truyền tới hạt tay nước tống Trường lão trình mãn đường của lăng tiêu các Và trường lão phú cư yên Cùng liệt thiên cung Đều hơi kinh ngạc Đi Đi xem chuyện gì xảy ra Trình lão mãn đường vừa mới nói câu Đã có người đến nơi khác tiến vào Trình mãn đường vừa mới nói một câu Đã có người từ nơi khác tiến vào Là thái thúc sơn nhạc Dẫn theo mấy người đi tới Mấy người trình mãn đường tạm dừng xuất phát Thái thúc sơn nhạc đi tới Kinh ngạc nói Nghe nói nước Hàn phát sinh mâu thuẫn với ba nước trung đập Chuyện gì vậy? Trình mãn đường nghi ngờ này. Chúng ta đang thấy lạ. Đi. Cùng đi xem xem. Thái Thúc Sơn Nhạc phất tay ra hiệu Hai người kết đội với ông ta đi. Ai ngờ chưa được bao xa. Đột nhiên đệ tử nước tống đằng sau gọi với theo. Trưởng đáo, có chuyện rồi. Trình mãn đường và Phú Cư Yên vừa quay lại nhìn. Ngay bên cạnh có tiếng gió nổ vang. Thái Thúc Sơn Nhạc về giữ tận tung quyền măng đột nhiên đấm ra một quyền đùng một tiếng khẩn cấp phòng bị phú cư yên vẫn chậm một bước phun mạnh một ngụm máu người bị quyền cương đánh bay đi như là sao băng trình mãn đường vội vàng vung tay áo cản đại quyền thứ hai tới ngày sau đó cấp tốc né tránh đáp xuống cành cây ở phía xa quát thái thúc sơn nhạc ngươi làm gì đại tử bên cạnh thái thúc sơn nhạc đã lao ra giết đại tử liệt thiên cung vừa chống đối vừa khẩn cấp cứu giúp phú cư yên vừa bị đánh ngã xuống đất Rồi kéo đi tránh Sau đó tu sĩ nước tấn toàn diện đào ra Nhắm vào tu sĩ nước tống Triển khai thế công toàn diện Dầu tóc trắng phào của thái thúc sơn nhạc Không gió tự bay Vất tay chỉ về phía trình mãn đường Đang đứng ở bên cạnh cây Lạnh đùng nói Nước tấn ta có liều lĩnh Nước tấn ta có nhiều linh trùng hơn các người Đã có lòng tốt Muốn chia đều phần thưởng với các người Vậy mà các người ngầm ruộng bỏ Ý đồ phá hồng đại sự của chúng ta Một đám chó má lòng lăng dạ sói Bất nhân bất nghĩa Làm sao có thể để các người sống được chứ Rất lời Ông ta lắc mình xông ra Nhào thẳng về phía Trình Mãn Đường Trình Mãn Đường vừa sợ vừa giận Mau chóng lệnh cho các đệ tử Ở nước tống phản kích Tiếng chém giết rung trời của đôi bên Mau chóng trần tới khu vực gần đối giả Hai phe đang đối lập nãy giờ Chật giật mình Nước tấn và nước tống gây sự rồi sao lại không biết rằng Hai bên đối lập với nhau Chính là quỷ kế của nước tấn Thái Thúc Sơn nhạc không ngốc Một nhà mạnh mẽ tấn công hai nhà Sẽ bị tổn thất quá lớn Nên đã lặng lẽ xử đẹp Hai đệ tử nước Hàn vu oan cho ba phái trung đập Nhân dịp đó mà dụ nước Hàn rời đi Cấp tốc xuống tay với nước Tống Nói trắng ra Chính là muốn tranh thủ trước khi nước Hàn kịp phản ứng Trước tiên đánh tàn phế nước Tống Giảm bớt áp lực Kết quả tốt nhất là nước Hàn náo loạn với ba phái trung lập, để bên Thái thúc nhạc, để bên Thái thúc sơn nhạc dù bận thì vẫn có thể ung dung dọn dẹp nước tống, sau đó sẽ giúp ba phái dọn dẹp nước Hàn. Nhưng mà việc này vừa mới xảy ra, nước Hàn và ba phái đang đối diện nhau đều nhận ra bất ổn, ba phái trung lập phản ứng cũng nhanh, cấp tốc nói lại việc này mà nước tấn lúc trước đã cáo trạng, thị như và đào vô phong giận dữ bị nước tấn lừa rồi hai người lập tức dẫn người nước Hàn vốn kéo đến đây Hưng binh vấn tội vội chạy về cứu viện à, tập này thì xin phép ngừng ở đây nhé mọi người và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện anh em nào mà à, à, chưa đăng ký kênh mới của phong thì hãy giúp phong đăng ký kênh mới kênh thích nghe chuyện nhá vừa nãy mình có up trên fanpage à, rất hy vọng mọi người ủng hộ kênh mới đó để có thể tiếp tục những cái bộ truyện giang dở của phong ok và có thể đạo quân cũng sẽ lên đó nhưng mà cũng phải một thời gian nữa xin chào mọi người